Nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu samma sambun ta sa. Thưa quý vị, từ tận trong thâm tâm của sư vẫn mong là trong suốt cái thời gian qua quý vị vẫn nỗ lực thực hành giáo pháp, hoặc ít hoặc nhiều, nhưng ít nhất là chúng ta có dành thời gian để mà thực hành. Bởi vì đó, cuộc sống này chúng ta sống vì nhiều người khác nhiều lắm rồi. Mình sống vì gia đình, mình sống vì xã hội, mình sống vì rất nhiều người. Và mình lo ra những ít, rất hiếm khi mà chúng ta sống cho bản thân mình. Mà thường sống trong bản thân mình, sống cho chính mình, nó có hai cách. Cách thứ nhất là mình sống theo ý thích. Lúc thì mình làm thiện, lúc thì mình làm ác, nhưng mà miễn sao mình thích thì mình làm. Thì nó cũng là một kiểu sống cho mình. Nhưng mà kiểu sống cho mình đó, nó đem lại cái sự bất lợi và nó có thể dẫn đến khổ đau. Chỉ khi nào chúng ta làm các cái thiện lành, làm những cái việc thiện, và nhất là khi chúng ta hành thiền, đó mới thực sự là chúng ta sống cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta sống cho mình bằng cái cách chúng ta thực hành các thiện pháp, bằng cách chúng ta hành thiền, thì khi đó chúng ta đang gieo cái nhân đi về những cảnh giới an lạc, cõi người, cõi trời và cõi niết bàn. Do đó đó, khi mà quý vị hành thiền, quý vị thường rất dễ để ý một chuyện là ngày bình thường khi mà mình coi một bộ phim, quý vị, mình coi 1 tiếng rưỡi, thậm chí bộ phim 2 tiếng 3 tiếng, mình coi nó hết rất là nhanh. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền, chúng ta ngồi thiền, mình ngồi chừng nửa tiếng mình thấy lâu kinh khủng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình phóng dật á, thì cái thời gian chúng ta lãng phí nó nhanh lắm. Nhưng mà khi mà mình sống cho mình, khoảng thời gian nó trở thành một cái khoảng thời gian có ích á, thì chúng ta mới cảm thấy chất lượng của thời gian. Là những giây phút mà chúng ta trải qua đó là những giây phút có chất lượng. Cho nên á, hãy dành thời gian để hành thiền. Không phải là mỗi ngày, mỗi tuần chỉ đến chùa mình hành thiền được có 1 tiếng 45 phút thì đó mới là cái thời gian tu của mình. Không có, ngay cả về nhà quý vị cũng ráng dành thời gian để chúng ta thực hành. Chứ còn sư nói thiệt là một tuần mà quý vị đến chùa tu tập một ngày như vậy, một buổi như vậy, nó chẳng qua nó giống như mình sạc pin thôi. Lâu lâu thì đến làm 1 tiếng, 2 tiếng vậy thôi, không có đủ đâu quý vị. Và sư thì sư rất mong là chúng ta sẽ có một ngày, thì có thể là mỗi tuần như vậy đó, chúng ta sẽ có một ngày chúng ta sống thực hành trong chánh niệm. Chúng ta là những người hành giả thực thụ, chúng ta sống trong chánh niệm. Thiền trong khi đi, thiền trong khi đứng, thiền trong khi ngồi. Và ngay cả khi chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta vẫn tiếp tục tập trung vào đề mục, vẫn tiếp tục giữ chánh niệm. Chúng ta sống một ngày hoàn toàn trong chánh niệm để chúng ta tự trải nghiệm được cái cảm giác an lạc của một cái đời sống có tu tập, của một đời sống có nội tâm. Và sư thì cũng đang nỗ lực để có được một ngày như vậy. Nhưng mà có lẽ là do cái khoảng thời gian này sư rất là kẹt công việc. Không lẽ bây giờ sư qua tuần sau là mình vẫn học bình thường, mà qua tuần sau nữa là sư đi Miến Điện rồi. Mà bây giờ nếu như mà mình mở ra mình làm á, xong rồi có bữa thì sư có mặt, bữa sư vắng mặt, thì nó cũng không hay. Tại vì khoảng thời gian đầu ít nhất là mình cũng nên có mặt để mà coi ngó mọi người có như thế nào. Nhưng mà sư mong là sắp tới mình sẽ được những ngày như vậy, chỉ trong vòng chúng ta thôi, nội bộ cho mình thôi.
Rồi chừng nào mà nó được á, thì tùy duyên, nó mở rộng ra thì được bao nhiêu người đó thì mở. Nhưng mà trước mắt thì trong số chúng ta đó, những con người thực hành sống cho chính mình. Bởi vì đó, khi mà chúng ta sống cho mình thì càng tu tập chúng ta càng biết ơn Đức Phật, càng tu tập càng biết ơn giáo pháp, càng tu tập càng biết ơn chư Thánh Tăng. Còn mình không tu tập á, mình đến chùa mình lạy Phật giống như mình lạy một bức tượng, lạy cho có lệ, sau đó mình xin đủ thứ. Bản thân sư, khi sư lạy Phật, sư phải nói là sư khác quý vị nhiều. Chúng ta đang học cái đề mục tùy niệm Phật, thì sư xin chia sẻ như thế này. Khi mà sư lạy Phật á, không phải tất cả mọi lần, nhưng mà dạo gần đây, khi mà sư lạy, đầu tiên, con kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Con biết ơn Ngài. Ngài vì cái lòng đại bi, Ngài đã tu tập vô lượng kiếp. Vì lòng đại bi, Ngài đã chịu tất cả những khổ cực ở thế gian. Vì đại trí mà Ngài thấy được con đường thoát khổ. Ngài đã chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và nhờ đại trí và đại bi đó, Ngài hướng dẫn con đường giác ngộ để cho chúng sanh, trong đó có con, biết được đâu là nẻo sáng để tu hành, để đưa đến bến bờ giải thoát. Con xin lạy Ngài, Ngài bằng tất cả lòng biết ơn. Nam mô Buddhasa. Con xin đảnh lễ giáo pháp. Nhờ có giáo pháp đã chỉ cho con đâu là con đường đưa đến khổ đau, đâu là con đường đưa đến giải thoát, đâu là con đường hạnh phúc tối thượng mà tất cả mọi người hằng tìm kiếm. Nhờ có giáo pháp, con thấy được sự nguy hại của các dục. Nhờ có giáo pháp, con thấy được cái đẹp của sự ly dục, sự cần thiết của một đời sống phạm hạnh. Và nhờ có giáo pháp, con có thể nhận thức rõ cái sự chán sợ dòng sanh tử luân hồi và đạt hướng đến cái quả niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Con xin đảnh lễ giáo pháp. Nam mô Bụt Tham, Nam mô Dhammassa. Con xin đảnh lễ chư hiền thánh tăng. Nhờ chư tăng, các ngài dầu có vì nguyên nhân tính mạng, các ngài vẫn không bao giờ phạm giới. Các ngài là những vị thánh có phạm hạnh trong sạch như vỏ ốc. Các ngài là những vị có giới, có định, có tuệ. Nhờ có các ngài mà mạng mạch giáo pháp được lưu truyền đến ngày hôm nay. Nhờ có các ngài mà ngày nay con được cơ duyên đắp y, cạo tóc, sống một cuộc đời sa môn hướng đến đạo quả giải thoát. Con xin biết ơn chư hiền thánh tăng bằng tất cả tấm lòng này. Nam mô Sankhassa. Thì khi đó đó quý vị, cái lạy của mình nó khác ghê lắm. Lạy Tam Bảo, lạy bằng cái tấm lòng biết ơn thì nó cũng là một kiểu lạy Tam Bảo. Hoặc là mình lạy mà mình nghĩ đến cái ân đức của Tam Bảo thì nó cũng là một kiểu lạy. Chứ xin thưa với quý vị là sư, từ khi mà sư học đạo và suy tầm nhiều về cái vấn đề giáo lý đó, sư từ bỏ cái chuyện cầu sinh. Tại mình biết sinh không ích lợi gì hết. Nhưng mà khi mình lạy như vậy đó thì nó mới có ích lợi. Lạy bằng tấm lòng biết ơn và lạy bằng cách suy nghĩ đến cái ân đức của ba ngôi Tam Bảo. Nhờ như vậy mỗi một cái lạy của mình càng gần hơn đến bến bờ giải thoát. Còn mình lạy mà mình chỉ xin cái này cái kia, nó uổng lắm quý vị, uổng. Mà nhắc tới xin, nếu mà có cái gọi là xin thì sư chỉ xin như thế này. Xin cái này là mỗi một lần mà tụng kinh xong buổi chiều á, đương nhiên là có lần quên thì thôi, nhưng mà khi nhớ, do cái sự chán sợ dòng sanh tử luân hồi vào giờ phút này đây, con xin nguyện tất cả những phước lành mà con đã tạo từ đời vô thủy cho đến hiện nay góp phần vun bồi ba la mật hướng đến đạo quả giải thoát. Lần thứ nhì, bằng cái tấm lòng chán sợ sanh tử, con xin nguyện tất cả những phước lành
mà con đã làm từ đời vô thủy cho đến hiện nay, góp phần vun bồi ba la mật hướng đến đạo quả giải thoát. Lần thứ ba, bằng tấm lòng chán sợ sanh tử, con xin nguyện cho tất cả phước báo mà con đã làm từ đời vô thủy cho đến hiện nay, góp phần vun bồi ba la mật hướng đến đạo quả giải thoát. Nếu như mà có nguyện thì sư chỉ nguyện như vậy. Chứ còn mà nguyện mình có nhà lầu xe hơi, nguyện cho sau này gia đạo bình an, tình duyên may mắn, thì thật sự mà nói cái đó nó không có nên. Quý vị không cần nguyện, mấy cái đó vẫn có. Ví dụ như một người nghèo, một cái anh ăn mày, ảnh lo ảnh chạy từng bữa cơm, mong làm sao cho hôm nay tôi được ăn no, mong làm sao cho hôm nay cái chỗ tôi ngủ đừng có dột. Anh ăn mày anh chỉ như vậy thôi. Nhưng một anh nhà giàu á, cái chuyện anh lo, anh không có cần phải lo ngày hôm nay cái anh có cơm ăn hay không, anh không cần phải lo ngày hôm nay cái chỗ ngủ của anh có bị dột hay không. Anh lo những cái chuyện lớn hơn, anh lo chuyện công ty, chuyện hãng xưởng, chuyện giao tế. Nhưng mà cái chuyện mà anh được ăn no có không? Có, anh vẫn được ăn no. Và chính vì anh lo những cái lớn lao hơn, cho nên những cái nhỏ bé như là cái chuyện nhà dột cột siêu, nó không bao giờ xảy ra đối với anh. Cũng vậy, quý vị cứ một lòng hướng đến cái đạo quả giải thoát, dù cho đó chỉ là sơ quả cũng được. Sư không trông mong quý vị ai cũng phát bộ đại bồ đề tâm thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ cần quý vị phát cái tâm chán sợ sanh tử mà muốn thoát khỏi cái dòng sanh tử, thậm chí sơ quả cũng hoan hỷ. Phải biết chán sợ sanh tử. Và khi mà chúng ta chán sợ như vậy, chúng ta đem tất cả phước báo tu tập chúng ta hướng đến cái đạo quả giải thoát, thì quý vị cứ yên tâm là những cái quả báo như nhà, lầu, xe hơi, vợ, con như ý, rồi sanh về cõi người, sanh về cõi trời, nó vẫn sẽ xảy ra đối với quý vị. Chứ nó không có mất đâu. Cứ yên tâm. Cái mình cần nhất chính là đem hết tất cả phước báo này hướng đến đạo quả giải thoát. Càng tu quý vị càng biết ơn Đức Phật. Bởi vì nếu như không có Ngài, mình không biết được cái con đường nào đưa đến giải thoát. Cho nên tùy niệm Phật là nghĩ đến cái ân đức của Phật. Mỗi một lần tu tập là chúng ta nhớ đến Phật. Mỗi một lần tu tập là chúng ta có Phật ở trong tim. Hôm sư đi giảng ở Đồng Nai đó, thì tại cái đoạn này nó bị cắt, người ta không có đưa lên. Một bà cụ bà hỏi đó, bây giờ người ta nói là nếu như mà con niệm mà một ngày con niệm 10 tiếng như vậy đó, thì cuối đời con được vãng sanh. Nhưng mà con không biết có thiệt con được vãng sanh hay không. Thì sư trả lời bà cụ, cái quan trọng không phải là bà cụ niệm được bao nhiêu tiếng, cái quan trọng là Phật có ở trong tim của cụ hay không. Chỉ cần Phật có ở trong tim của cụ thì cho dù cụ không niệm tiếng nào, cái giờ phút cận tử, một lòng, trong lòng của mình, trong tim của mình có Phật, thì mình vẫn đi về cõi lành. Còn nếu như mình cứ niệm ra rã đó, miệng thì niệm, mà đầu mình cứ nghĩ chỗ khác, thì khi đó đó, Phật chỉ ở trên môi, trên môi, trên mây, Phật không có trong tim, trong phổi. Và khi đó cho dù mình có niệm 100 lần, 1000 lần đi chăng nữa, cái cuộc tử sanh của mình vẫn là bất định, không chắc chắn. Cho nên đó là lý do tại sao trong kinh điển Đức Phật không khuyến khích chúng ta kêu gọi tên của Ngài hoặc kêu gọi tên của một vị nào đó. Đức Phật luôn khuyến khích chúng ta suy nghĩ về ân đức của Phật. Bởi vì khi chúng ta nghĩ nhiều về ân đức của Phật á, mỗi một lần chúng ta suy nghĩ, chúng ta chìm đắm trong cái ân đức của Ngài, chúng ta có được cái lòng biết ơn, chúng ta có được cái lòng hoan hỷ. Nhờ như vậy mỗi một lần suy nghĩ, Phật thấm sâu vào trong tim mình thêm một chút. Và khi mỗi lần mà chúng ta gặp khó khăn, gặp hoạn nạn, chúng ta nghĩ đến Phật nó dễ hơn. Và nó có năng lực giúp đỡ cho mình. Nhất là khi chúng ta cận tử, khi chúng ta hấp hối, một lòng mình nghĩ đến Phật, mình nhớ đến Phật, nhớ đến những ân đức của Ngài, khi đó Phật mới thực sự có ở trong tim của mình. Chứ còn nếu như mình chỉ niệm Phật mà mình niệm ở trên môi không thôi đó, xin thưa là tới giờ phút đó, ngay cả một cái ban hộ niệm, để một cái máy cassette, để một cái băng, để một cái loa ngay lỗ tai của mình, thì mình vẫn không đi nổi. Nhớ như vậy, niệm Phật
là làm sao nghĩ tưởng đến Phật, nhớ đến ân đức của Phật, để Phật có ở trong tim của mình. Khi đó mới có tác dụng, mới được gọi là một đề mục tùy niệm Phật. Do đó, niệm Phật cũng là một cái đề mục trong 40 đề mục thiền chỉ. Ha, chứ nó không có tách rời ra, không có tách rời ra. Và ngày hôm nay đó, chúng ta tiếp tục suy tưởng về một cái ân đức của Phật nữa. Lần trước là chúng ta học về minh hạnh túc, thì mình chỉ mới học về minh thôi. Minh thôi. Bây giờ chúng ta sẽ học cái hạnh, có là những cái hạnh của Ngài đó. Thì nói về hạnh của Đức Phật thì có tổng cộng là 15 cái hạnh. Thứ nhất chính là giới hạnh. Thì nói về giới đó thì nó có nhiều kiểu giới. Thứ nhất là giới của hàng phàm phu. Thứ hai là giới của hàng thánh nhân. Và với Đức Phật, giới của một vị chánh đẳng giác nó sẽ khác nhiều. Giới phàm phu là sao? Mình có 5 giới nè, mình có 8 giới nè, mình có sa di 10 giới nè, mình có tỳ kheo 227 giới nè. Thì nói gì thì nói, nó vẫn là phàm phu. Mặc dù cái giới tỳ kheo là Brahmacariya, có nghĩa là phạm hạnh, có là cái giới của hàng phạm thiên đó. Giới của tỳ kheo là giới của phạm thiên. Còn giới của cư sĩ á, là giới, 5 giới là giới của cõi người, cõi trời, nhưng mà cõi trời bậc thấp, lên tới tứ thiên vương, lên tới đạo lợi. Nhưng mà lên tới những cái tầng trời cao hơn, quý vị nhớ giữ 5 giới thì giỏi lắm mình lên được tới cung trời 33 thôi, cung 33 thôi. Nhưng mà muốn lên được những cái cảnh giới cao hơn á, chúng ta phải giữ 8 giới. Càng lên cao càng ly dục, lên cao chúng ta phải giữ 8 giới. Tùy cái mức chúng ta giữ 8 giới như thế nào, chúng ta sẽ lên những cái tầng trời dục giới tương ứng như vậy. Nhưng mà giữ 8 giới đó, cùng lắm nó chỉ là ở cõi dục thôi. Chỉ là phạm thiên cõi dục thôi. Nhưng mà cái giới của phạm thiên là giới của hàng tỳ kheo, là Brahmacariya. Giới của hàng tỳ kheo. Còn bản thân giới của bậc thánh là sao? Có nghĩa đối với các ngài đó, giới học thì bản thân nó là giới, định học nó cũng là giới, tuệ học nó cũng là giới. Giới của bậc thánh là các ngài thân, các ngài không còn có khả năng tạo các nghiệp bất thiện. Khẩu các ngài, lời nói các ngài đó không còn khả năng tạo các nghiệp bất thiện. Và ý của các ngài không còn khả năng tạo các nghiệp bất thiện. Bình thường chúng ta giữ giới đó, chúng ta chỉ dùng ở trên thân và khẩu thôi. Có nghĩa là sao? Miễn làm sao miệng mình không nói lời bất thiện, miễn làm sao thân mình không làm những việc bất thiện là mình giữ giới. Bậc thánh cao hơn nữa, ngay cả ý của các ngài vẫn không còn cái khả năng tạo các nghiệp bất thiện. Đó là giới của bậc thánh. Mà cao hơn nữa đó, giới của một vị chánh đẳng chánh giác là sao? Có nghĩa là bản thân của các ngài đó đã là giới rồi. Các ngài không cần phải cố gắng. Các ngài không cần phải cố gắng. Ví dụ như một vị A-la-hán đó, có khi thì vị đó còn phải nhớ là ở này Đức Phật đã có ngăn cấm là một vị tỳ kheo không được làm cái này, thì vị đó kiêng cánh. Nhưng mà Đức Thế Tôn với tất cả các hành động của Ngài, nó đều trong một cái chuẩn mực. Chuẩn mực của tam giới, chuẩn mực của giới. Mỗi một hành động, mỗi một dáng đi, mỗi một lời nói, mỗi một suy nghĩ của Ngài, đó chính là giới. Bản thân Ngài chính là giới. Đó là giới của Đức Thế Tôn. Thân của Ngài đó, khi mà làm cái gì đó đều có mục đích. Ngài không bao giờ làm các chuyện ác đã đành rồi. Mà khi mà Ngài làm, mình là gọi là làm các cái việc thiện ấy, nó cũng khác mình nữa. Tại thiện của mình ấy, nó có 3 kiểu. Một là hướng đến những cái kết quả sung sướng, an lạc. Ví dụ như sanh về cõi người, sanh về cõi trời, hoặc ít nhất được giàu sang ở cõi dục. Hoặc là mình làm các việc thiện nhằm mục đích là tôi chứng thiền. Ví dụ như tu thiền để tôi chứng thiền, chứng thiền sanh về phạm thiên.
hoặc là mình làm việc thiện nhằm mục đích hướng đến cái đạo quả giải thoát, hướng đến giác ngộ. Còn Đức Thế Tôn, Ngài đã là người giác ngộ. Các bạn hiểu? Quý vị hiểu? Mình là người đi hướng đến cái mục đích giác ngộ, còn Ngài là Ngài đã ở cái đích đến đó rồi. Ngài không cần phải cố gắng cái gì nữa hết. Cho nên Ngài giữ gìn thân khẩu ý của Ngài đó, Ngài không cần phải cố gắng giữ gìn, bản thân nó vốn dĩ đã trong sạch rồi. Khác với mình ở chỗ đó, chúng ta phải cố gắng để giữ thân và tâm trong sạch, còn Ngài vốn dĩ nó đã trong sạch. Đó là giới. Còn tiếp theo đó chính là cái sự thu thúc sáu căn. Cái hạnh thứ hai của Ngài nó chính là thu thúc sáu căn. Thì cái sự thu thúc sáu căn của hàng phàm phu của mình ấy, nó chẳng qua nó là cái sự kiêng tránh. Cái sự thu thúc có nghĩa là sao? Mắt không nhìn những thứ không cần thiết, tai không nghe những thứ không cần thiết, mũi không ngửi những thứ không cần thiết, miệng không nếm những thứ không cần thiết, thân không xúc chạm những thứ không cần thiết, ý không suy tư những thứ không cần thiết. Đối với mình đó là thu thúc sáu căn. Còn bản thân Đức Thế Tôn ấy, cái chuyện mà mình thu thúc sáu căn ấy, chúng ta còn phải có sự cố gắng, còn phải có cái sự nỗ lực. Còn bản thân Đức Phật, các ngài không cần phải cố gắng, không cần phải nỗ lực, bởi vì đó là cái phản ứng một cách tự nhiên. Các ngài thu thúc sáu căn một cách tự nhiên có nghĩa là sao? Các ngài không bao giờ nhìn những thứ không cần thiết. Khi các ngài nhìn chằm chằm vào một đối tượng nào đó thì luôn luôn có lý do. Trong kinh mô tả đó, cái nhìn của Đức Thế Tôn là cái nhìn của con voi chúa. Có nghĩa là sao? Ngài không bao giờ xoay ngang, ngài không bao giờ xoay dọc, ngài không bao giờ liếc xéo, không bao giờ nhìn mà con mắt nó láo liên. Mà khi mà ngài muốn nhìn một đối tượng nào đó là ngài xoay hẳn người ngài qua để ngài nhìn. Cho nên đó là cái nhìn của con voi chúa. Do đó dưới cái nhìn của Ngài, nó luôn luôn bao gồm cả từ bi trí tuệ. Nó không bao giờ có được một cái tâm tâm bất thiện ở trong đó. Còn chúng ta đó, chúng ta cứ nhìn ngang liếc dọc, tại nó tiện mà. Nhiều lúc mình nhìn xéo, mình liếc chút xíu chắc không ai biết đâu. Nhưng mà các ngài không bao giờ có chuyện đó. Đôi khi mà các ngài lắng nghe đó, các ngài luôn lắng nghe có lý do. Chứ các ngài không bao giờ mà chú ý lắng nghe một cái gì đó nhằm cái mục đích mua vui. Ví dụ như chúng ta đó, còn nghe nhạc, nghe đờn, nghe kèn, nhưng mà các ngài không bao giờ. Cho nên các ngài, cái sự thu thúc các căn của các ngài đó, nó nằm ở đỉnh, có nghĩa là nó không cần phải có cái sự nỗ lực như là phàm phu mình còn có cái sự nỗ lực. Còn các ngài, cái chuyện mà các ngài thu thúc các căn cái gì, nó là cái chuyện hết sức tự nhiên, hết sức tự nhiên. Và tiếp theo nữa đó là cái sự tri độ trong ăn uống. Tri độ trong ăn uống có nghĩa là ăn uống một cách chừng mực. Đức Thế Tôn không bao giờ mà Ngài ăn phi thời. Thì quý vị biết rồi. Mà thường Ngài chỉ dùng thực phẩm bởi vì cơ thể nó cần thiết. Và khi Ngài ăn như vậy đó, Ngài không bao giờ có cái lòng mà chọn lựa. Có nghĩa là món này ngon, món kia dở, món cái này ít, cái kia nhiều. Các ngài không bao giờ các ngài chọn lựa. Và các ngài ăn luôn luôn có mục đích. Bởi vì sao? Cái lúc mà gần sáng quý vị, thì ngài tỏa cái lưới đại bi của ngài tỏa khắp thế gian. Và ngài nhìn xem ngày hôm nay có chúng sanh nào sẽ có duyên với ngài. Và nếu như mà có chúng sanh, ngài không bao giờ
mà Ngài có cái lòng suy nghĩ là hôm nay ta sẽ được cúng dường cái gì, hôm nay ta sẽ được ăn cái gì, Ngài không bao giờ nghĩ. Nhưng mà Ngài nghĩ như vậy thì có nè, hôm nay có chúng sanh nào có duyên với mình. Và khi mà có duyên với Ngài đó, Ngài ôm bát, Ngài đi theo cái hướng đó. Có khi thì Ngài đi với tăng đoàn, đi với chữ tăng, có khi Ngài chỉ đi một mình. Và bởi vì một chúng sanh có duyên với Ngài đó, Ngài sẵn sàng ngày hôm đó Ngài nhịn đói. Có nghĩa là sao? Ôm bát đi đến nơi, nó không cúng gì hết, thậm chí nó còn cà khịa Ngài nữa. Nó nói tới, nó lui, nó nặng, nó nhẹ. Rồi Ngài kham nhẫn, Ngài để cho nó nói xong, rồi Ngài thuyết pháp cho nó nghe. Và sau khi nghe xong, nó giác ngộ. Sau khi nghe xong, nó chứng đắc đạo quả. Hoặc là giỏi lắm, sau khi nghe xong thì nó quy y với Ngài, quy y Tam Bảo. Rồi sau đó đó, sau khi quy y rồi đó, nó dâng thực phẩm cho Ngài. Nhưng mà khi mà sư đọc kinh điển, có một đoạn sư rất là xúc động, đó là Đức Phật nói: Như Lai không bao giờ thuyết pháp vì thức ăn. Có nghĩa là khi mà Ngài nói, Ngài thuyết pháp xong rồi đó, thì không bao giờ mà Ngài nhận một cái gì hết. Tại vì họ dâng cúng là do lời nói của Ngài, thì Ngài không bao giờ, Ngài không bao giờ Ngài nhận. Thì đó là bởi Ngài làm cái tấm gương cho hậu thế. Có nghĩa là sao? Ngài không bao giờ đem cái giáo pháp này ra đem bán để lấy thực phẩm, để lấy đồ ăn, nước uống. Ngài không bao giờ làm chuyện đó. Và những ngày như vậy đó là ngày nhịn đói. Và xin thưa quý vị, những cái ngày Đức Phật nhịn đói là chuyện thường xuyên. Rồi cũng có những lúc đó, Ngài vì lòng đại bi mà Ngài nhận những cái món của những cái người thuộc cái giai cấp thấp kém, mà Ngài vẫn vui vẻ Ngài nhận. Những cái món ăn mà nó khô cứng còng. Có lần mà sư coi cái Ấn Độ, những người, có những người mà họ thu nhập một ngày nó không tới 2 đô, thì cái món ăn của họ nó giống như là một cái cục bột vậy đó. Thì mình nhìn thấy như vậy thì hình như nó cũng không có ngon lành gì đâu. Nhưng mà Ngài vì lòng đại bi Ngài vẫn ăn. Chứ còn cỡ như Ngài, xin thưa với quý vị, thì vương tôn công tử quý tộc mà cho Ngài ăn sơn hào hải vị nó thiếu gì. Nhưng mà Ngài chỉ dùng thực phẩm nhằm mục đích nuôi cái tấm thân này. Để chi? Vì lòng đại bi đối với chúng sanh mà Ngài duy trì tấm thân này để Ngài hoằng pháp thôi. Chứ nếu như mà Ngài vì Ngài đó, vì chính Ngài là Ngài đã niết bàn rồi, chứ không mắc mớ gì mà đi thì hôm thì nó cho ăn no, hôm thì nó cho nhịn đói. Rồi ăn thì món ngon vật lạ, mà món ngon thì ít mà vật lạ thì nhiều. Thì đó. Còn cái chi độ của hàng phàm phu của mình á, hàng phàm phu ha, thì nó chỉ gói gọn trong việc thứ nhất là chúng ta không có ăn chiều. Có nghĩa là mặt trời đứng bóng rồi là mình không có ăn nữa. Bởi vì cái lượng dinh dưỡng của chúng ta đó, tới trưa là đủ rồi. Tới trưa là đủ rồi. Và một vị tỳ kheo, quý vị, một vị tỳ kheo khi mà còn 4 đến 5 muỗng nữa đó, 4 đến 5 miếng cơm nữa đó, mà no đó, thì ngưng lại. Không có ăn no. Và không có ăn no vì thèm hay là đói. Đó là một vị tỳ kheo. Cho nên sư mong là sau này mà mình có những cái khóa tu á, mình tốt nhất là mình vẫn nên chuẩn bị thực phẩm thay vì mà mình mua ở ngoài. Thực sự mua ở ngoài mình không biết nó làm đồ ăn nó có đảm bảo chất lượng hay không. Nhưng mà sư thì sư nghĩ mình, ví dụ như mình nấu trước, ví dụ mình nấu trước đó, rồi tới cái tới giờ ăn thì mình chỉ hâm lại thôi, rồi mình đem ra mình ăn, thì mình không có cần phải tốn nhiều thời gian cho cái việc ăn uống. Và một ngày mà mình tu Bát Quan Trai như vậy đó, thì chúng ta chỉ ăn có một buổi trưa, chiều lại là chúng ta khỏi ăn uống cái gì hết. À, uống thì vẫn còn chứ sẽ không có cấm gì uống nha. Uống thì vẫn uống, nhưng mà ăn thì khỏi ăn, thì mình khỏe. Tự nhiên là mình có rất nhiều cái thời gian mình tu tập. Cho nên đó là cái lợi thế của cái việc mà mình tiết độ trong cái ăn uống. Rồi một cái nữa đó, một cái hạnh tiếp theo của Ngài là Ngài có cái đời sống tỉnh thức. Cha gá vi giá, cái đời sống tỉnh thức.
Thì cũng lâu rồi, thì sư thấy có một vị nào đó trên mạng thì vị đó nói là cái đời sống thức tỉnh thì nó khác cái đời sống tỉnh thức. Cái này nhiều người quý vị có lên mạng thừa nữa quý vị cũng thấy. Thì xin thưa quý vị, thức tỉnh hay tỉnh thức thì nó cũng có một từ à, là chai gá ví giá, chứ nó không có cái khác gì hết trơn á. Quan trọng là mình muốn dịch làm sao thôi. Còn cái định nghĩa đó, định nghĩa như thế này: thế nào là một đời sống tỉnh thức? Một cái đời sống tỉnh thức quý vị, nói mà nói ngắn gọn thì đó là một đời sống chánh niệm. Mà nếu như phân tích kỹ hơn á, thì một người có cái đời sống tỉnh thức đó là một người luôn sống trong cái tâm thế của một cái người lính giữ biên cương, lúc nào cũng đề phòng giặc ngoại xâm nó tới bất kỳ lúc nào. Hoặc giống như một cái người chủ nhà mà ngày đêm canh chừng ăn trộm. Thí dụ như ăn trộm đó, mình biết ăn trộm ngày hôm nay, trong đêm hôm nay nè, nó sẽ tới nó trộm nhà mình, nó sẽ đột nhập vô nhà mình nó trộm. Thì một người chủ nhà mà biết như vậy, biết trong ngày hôm nay nó sẽ tới trộm, vì đó không bao giờ mà lơi là, luôn luôn trong cái tâm trạng là đề cao cảnh giác. Chúng ta cũng vậy, một hành giả có đời sống tỉnh thức, chúng ta luôn luôn có cái sự đề cao cảnh giác. Cảnh giác cái gì? Cảnh giác những cái phiền não xuất hiện, là năm triền cái đó: tham sân si, tham sân, hôn trầm, hoài nghi và trảo hối. Luôn luôn canh phòng không cho nó xuất hiện. Và Đức Phật nói như thế này: ở đây vị tỳ kheo ban ngày làm trong sạch tâm bởi các pháp ngăn trở, bằng việc đi thiền, ngồi thiền. Ở đây, ở ban đêm trong canh đầu, làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở, bằng việc đi thiền, ngồi thiền. Vào canh giữa thì vị tỳ kheo nằm nghỉ ở cái tư thế của một con sư tử, có nghĩa là nằm nghiêng về bên phải, hai chân để lên nhau, và nằm với cái suy nghĩ là ta sẽ thức dậy ngay lập tức. Có nghĩa là khi cơ thể mệt mỏi chỉ nằm nghỉ vừa đủ để thả lỏng cơ thể thôi. Và vào canh cuối, khi mà rạng sáng, vị tỳ kheo thức dậy làm trong sạch tâm khỏi những trở ngại bằng việc đi thiền, ngồi thiền. Thì Đức Phật gọi đó là một người có đời sống tỉnh thức. Cho nên một cái đời sống tỉnh thức, thưa quý vị, không có khái niệm xả thiền, không có khái niệm xả thiền. Giờ phút nào cũng là giờ phút hành thiền, giờ phút nào cũng là giờ phút chánh niệm. Họ có cái tấm lòng sợ sanh tử, họ biết sợ giặc nó tới. Giặc ở đây là gì? Giặc phiền não. Họ luôn luôn canh phòng, sống trong cái tâm trạng là đề phòng phiền não xuất hiện bằng việc đi thiền, ngồi thiền. Đó là một đời sống tỉnh thức. Còn đa phần chúng ta thì đương nhiên là trong lớp này thì sư đã nhai đi nhai lại nhiều rồi. Cái này sư chỉ nói cho những người mới. Với rất nhiều người, họ quan niệm rằng cái việc thiền, việc thực hành thiền chỉ là ngồi thôi. Khi nào tôi ngồi thì tôi mới hành thiền. Còn ngoài cái thời gian đó ra là tôi xả thiền, nghĩa là tôi không hành thiền nữa. Bắt đầu tôi sống phóng dật, tôi sống thất niệm. Nhưng thực tế, cái đời sống tỉnh thức mà Đức Phật đề nghị có là đời sống khi chúng ta ngồi thiền, ngồi một hồi không ngồi được nữa, chúng ta đứng dậy, chúng ta đi. Tiếp tục, vẫn tiếp tục đi thiền, vẫn tiếp tục đi thiền. Thì nếu như mà có một cái sinh hoạt nào đó trong cuộc sống, ví dụ như chúng ta cần phải đi ăn uống, chúng ta cần phải đi vệ sinh, chúng ta cần phải đi nghỉ ngơi, thì chúng ta vẫn sinh hoạt các hành động đó trong chánh niệm. Đề phòng cái gì? Đề phòng những cái tâm bất thiện nó khởi sanh, đề phòng những cái pháp chướng ngại nó xuất hiện.
thì khi đó chúng ta là một hành giả sống một đời sống tỉnh thức. Mà tỉnh thức ở đây đó, tại sao gọi là tỉnh thức? Có nghĩa là mình không có mê ngủ. Cái mê ngủ này đó chính là cái sự lơ là đối với các pháp bất thiện, lơ là đối với những chướng ngại xuất hiện. Chứ không phải mà chỉ nói tới cái chuyện mà mình ngủ không thôi. Không phải. Nếu mà chỉ nói chuyện ngủ không thôi thì một ngày tôi cho lít cà phê tha hồ thức. Không phải vậy. Sẵn đây đó, thì chúng ta nhắc lại một cái bài kinh trong Tăng Chi và trong Pháp Cú cũng có nhắc tới. Đó là gì? Có bốn hạng người không ngủ được. Thì đương nhiên là ở đây Đức Phật nói bốn cái hạng người này là nói tiêu biểu thôi, ngoài ra sẽ còn rất nhiều cái hạng người khác, nhưng mà Đức Phật nói có bốn hạng người không ngủ được. Thứ nhất là đức vua lo việc nước không ngủ được. Thứ hai, trai gái nhớ nhau không ngủ được. Thứ ba, ăn trộm nó canh tài sản người khác không ngủ được. Và thứ tư, một vị tỳ kheo sống đời sống chánh niệm, biết chán sợ sanh tử, không ngủ được. Tại sao sư nhắc tới bài kinh này? Bởi vì Đức Thế Tôn, Ngài có một cái đời sống tỉnh thức bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là Ngài làm gương cho hậu thế, làm gương cho đời sau, để các vị tỳ kheo nhìn vào Ngài và noi gương Ngài. Chứ nếu mà nói đúng ra đó, Ngài đã thành Phật rồi, Ngài không còn gì phải tu hết, không còn một cái hạnh lành nào mà Ngài còn phải trau dồi hết. Ngài có nằm ngủ thì cũng không ai nói gì được Ngài, tại Ngài việc Ngài đã xong rồi. Nhưng mà Ngài vẫn sống một đời sống tỉnh thức, như là một vị tỳ kheo mong cầu cái sự giải thoát. Cho nên Ngài vẫn tiếp tục sống cái đời sống tỉnh thức như thế, là để làm gương cho hậu thế. Quý vị biết là ngay cả khi mà trời mưa đó quý vị, ngay cả khi trời mưa, Đức Phật vẫn tiếp tục đi kinh hành, là vẫn tiếp tục đi thiền. Chứ đừng nói mà những cái ngày bình thường. Có nghĩa là Ngài vẫn tiếp tục sống một cái đời sống tỉnh thức. Rồi cái nguyên nhân tỉnh thức thứ hai đó, thì nó cũng giống như cái hạng người đầu tiên không ngủ được. Đó chính là Ngài giống như một vị vua. Mà nhiều lúc Ngài cũng xác nhận Ngài là một vị vua, vua chánh pháp. Ngài là một vị pháp vương. Tại sao vậy? Vì cái lòng đại bi của Ngài mà Ngài không có rảnh. Vì lòng đại bi của Ngài mà Ngài là một người bận nhất ở cái hành tinh này, bận nhất trong tam giới. Trong kinh mô tả buổi sáng á, thì Ngài đi khất thực, rồi Ngài đến Ngài độ những cái chúng sanh hữu duyên đáng để mà Ngài tế độ. Còn đương nhiên hôm nào mà không có chúng sanh hữu duyên thì Ngài đi khất thực bình thường. Rồi bắt đầu là buổi chiều là Ngài thuyết pháp cho đại chúng. Cho nên Phật giáo mình là cái tôn giáo có nhiều kinh điển nhất trong tất cả tôn giáo. Toàn bộ là những cái thời thuyết pháp của Ngài hết. Mà khi Ngài thuyết pháp như vậy, Ngài độ vô số người. Rồi buổi tối, Ngài dạy các cái hàng tỳ kheo giảng về kinh, giảng về luật để mà thực hành. Rồi sau đó thì Ngài vẫn tiếp tục đi thiền, ngồi thiền. Tới nửa đêm đó quý vị, thì Ngài tiếp tục, Ngài trả lời câu hỏi của chư thiên. Có nghĩa là cái giờ đó là giờ Ngài dành cho chư thiên. Rồi tới lúc gần sáng thì Ngài bắt đầu Ngài quan sát trong ba cõi mười phương có chúng sanh nào có duyên để mà Ngài tế độ hay không. Và nếu như có thì Ngài tới sáng thì Ngài sẽ đi đến Ngài độ chúng sanh đó. Cho nên cuộc sống của Ngài phải nói là bận rộn nhất trong tất cả các bậc đế vương. Không có ai mà bận rộn như Ngài hết trơn. Và cái sự nghỉ ngơi của Ngài được giảm thiểu đến cái mức thấp nhất. Ngài chỉ nghỉ ngơi khi nào mà cơ thể nó báo động,
Nó nói là bây giờ cơ thể này không thể chịu đựng nổi nữa và cần nghỉ ngơi, thì khi đó Ngài mới nghỉ ngơi thôi. Và Ngài chỉ nghỉ ngơi vừa đủ và sau đó Ngài bật dậy, Ngài tiếp tục. Vì cái tấm lòng đại bi của Ngài nghĩ như vậy đó quý vị, càng nghĩ càng thương Phật. Tiếp theo là bảy pháp hiền trí. Đương nhiên quý vị, khi mà sư giảng cái này đó, thì đương nhiên là sư giảng dựa theo thanh tịnh đạo đã đành rồi. Nhưng mà cái mà tất cả chúng ta học, cái mà tất cả chúng ta suy tư về Ngài, chúng ta nghĩ về Ngài, nó chỉ là một góc nhỏ thôi. Cái sự hiểu biết của chúng ta đối với Đức Thế Tôn của mình chỉ là một góc nhỏ, mặc dù là mình cứ nghĩ rất là nhiều, nhưng mà cái sự hiểu biết của Ngài nó không tới đâu hết, nó vẫn chỉ là một góc nhỏ thôi. Nhưng mà như vậy vẫn còn hơn là mình không biết gì về Phật. Bởi vì khi chúng ta hiểu nhiều về Phật á quý vị, mình mới có niềm tin. Thì khi đó mà người ta chửi đạo mình ấy, người ta chửi Phật ấy, mình không có bị lung lay. Thứ nhất là mình không có bị nổi sân lên với người ta, thứ hai là mình không có bị lung lay, không bị mất niềm tin. Còn mình hiểu Phật mà nó nghèo quá đó, thậm chí có khi người ta chửi mà người ta chửi Phật ấy, mình cũng thấy có lý nữa. Cho nên hiểu Phật càng nhiều thì mình càng tin Phật, càng tin Phật mình càng suy tư về Phật, càng suy tư về Phật thì mình càng hiểu Phật. Rồi tiếp theo là bảy pháp hiền trí. Thế nào là bảy? Thứ nhất là tính, thứ hai là tấn, thứ ba là niệm, thứ tư là tuệ, thứ năm là tàm, thứ sáu là úy, và thứ bảy là đa văn. Tính, tấn, niệm, tuệ, tàm, úy, đa văn. Thì cái này đó, đương nhiên là nó sẽ có sự khác nhau rất lớn giữa hiền trí mà hiền trí phàm phu và hiền trí thánh nhân như là Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Ví dụ như cái tính của mình ấy, thì mình đặt một lật đó là cái niềm tin. Nhưng mà cái niềm tin của Đức Thế Tôn ấy, là như thế nào? Đó là Ngài tin chắc rằng những cái Ngài nói là đúng sự thật. Ngài tin chắc rằng những cái Ngài nói là không bao giờ thay đổi, không bao giờ mà vì một nguyên nhân nào đó mà khác đi. Ngài tin rõ như vậy bởi vì Ngài hiểu và Ngài biết rõ. Ngài tin chắc cái mà Ngài nói. Vì sao? Đức Phật khẳng định Đức Như Lai có bốn cái pháp vô úy. Thứ nhất là Đức Phật là một người đã hoàn toàn trong sạch, không còn phiền não. Cho nên Ngài không sợ ai mà chất vấn Ngài là Ngài không còn phiền, là Ngài còn phiền não hay không còn phiền não. Ngài không bao giờ Ngài sợ. Đó là cái vô sở úy thứ nhất, Ngài không có sợ. Cái không, cái mà Ngài không sợ thứ hai đó là cái pháp mà Ngài thuyết đưa đến con đường giải thoát thì chắc chắn là nó đưa đến con đường giải thoát. Chứ nó không phải vì một nguyên nhân nào khác mà cái pháp mà Ngài thuyết nó đưa đến một cái cảnh giới nào đau khổ thì không bao giờ. Và Ngài tin tưởng là Ngài không sợ bất cứ ai mà tranh luận với Ngài, bắt bẻ Ngài. Cái vô sở ý thứ ba thì tự nhiên bây giờ sư không nhớ. Còn cái vô sở ý thứ tư á là cái mà sư đang nói, có nghĩa là cái gì mà Ngài nói nó là trở ngại thì nó chắc chắn là trở ngại. Cái gì mà trở ngại đó, Ngài nói là trở ngại thì chắc chắn nó là trở ngại. Có nghĩa là khi mà Ngài nói các dục phải bỏ thì chắc chắn là nó phải bỏ. Chứ còn không có một cái lý do gì mà chúng ta phải nghi ngờ hết, bởi vì Ngài tin chắc như vậy. Rồi khi mà Ngài nói rằng cái phạm hạnh cần phải thực hành thì chắc chắn nó cần phải thực hành. Ngài nói rằng sân cần phải từ bỏ thì sân chắc chắn cần phải từ bỏ. Khi mà Ngài nói không, cái sắc sanh này nó là trở ngại thì chắc chắn nó là trở ngại.
Chứ không bao giờ mà chúng ta nói là nhưng mà có người họ sắc sanh nhưng mà họ trong sạch. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Khi Ngài đã nói nó là trở ngại thì chắc chắn nó chính là trở ngại. Đó là cái đức tin của Ngài. Đó chính là Ngài tin chắc cái mà Ngài nói đó. Thứ nhất, Ngài tin rằng, Ngài tin chắc Ngài là một vị chánh đẳng giác. Ngài tin chắc vào cái sự giác ngộ của Ngài, chắc chắn nó không bao giờ nó thay đổi. Ngài tin như vậy. Cái thứ hai, Ngài tin chắc rằng những cái pháp mà Ngài nói nó sẽ đưa đến hạnh phúc, đưa đến giải thoát, đưa đến cái sự chấm dứt khổ đau. Ngài tin chắc như vậy. Thứ ba, Ngài tin chắc rằng cái gì mà Ngài nói đó là trở ngại thì nó chắc chắn sẽ là trở ngại. Thậm chí đó quý vị, một vị tỳ kheo ngay cả như cái giới, một cái giới tắc ác rất là nhỏ thôi. Một cái giới tắc ác rất là nhỏ. Ví dụ như là đi đi vào trong xóm làng thì một vị tỳ kheo không có được ngó tới ngó lui. Không được nhìn ngắm người này người kia đó, không được ngó tới ngó lui mà chỉ được nhìn ở dưới đất tầm khoảng 2 mét. Đó chỉ là một cái giới rất là nhỏ. Nhưng mà khi Đức Phật gọi đó là trở ngại thì nó chắc chắn là trở ngại. Bởi vì sao? Khi mà mình đi vào xóm làng, mình nhìn tới nhìn lui đó, thì thế nào mình cũng sẽ nhìn những cái hình ảnh nó kích thích cái lòng tham của mình. Hoặc nó sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh nó kích thích cái lòng sân hận của mình. Và mình sẽ nhìn thấy những hình ảnh nó kích thích cái sự thất niệm. Và khi đó mình không còn giữ được chánh niệm nữa. Cho nên tất cả những cái giới, những cái điều mà Ngài nói là trở ngại thì chắc chắn đó là trở ngại. Và Ngài tin chắc như vậy. Và Ngài không sợ ai bắt bẻ Ngài hết. Do đó cái niềm tin của Ngài luôn luôn kiên cố. Ngài tin chắc vào đạo quả. Ngài tin chắc vào cái sự trong sạch của bản thân. Ngài tin chắc vào cái con đường mà Ngài hướng dẫn. Và Ngài tin chắc rằng những cái Ngài nói là trở ngại nó chắc chắn sẽ là trở ngại. Và tiếp theo nữa đó là tấn. Thì cái tấn quý vị cần phải phân biệt nha. Tấn nó khác siêng. Tinh tấn nó khác siêng năng. Siêng năng là sao? Siêng năng là mình có thể mình làm quần quật mình làm từ sáng tới chiều. Nhưng tinh tấn nó khác. Tinh tấn ở đây là sao? Nỗ lực ngăn ngừa những cái pháp bất thiện, không có cho nó sanh khởi. Hoặc nếu nó đã sanh khởi thì làm cho nó mất đi. Nỗ lực làm cho những pháp thiện chưa sanh thì sanh khởi, và nếu như đang sanh khởi làm cho nó phát triển. Mà cái tấn của Ngài đó đương nhiên nó khác hàng phàm phu, bởi vì Ngài là người đã trong sạch rồi. Ngài không cần phải nỗ lực ngăn chừa các pháp bất thiện, bởi vì sao? Các pháp bất thiện không còn khả năng sanh khởi đối với Ngài nữa. Sư từng có một vị sư nghe là có một vị từng nói như vậy, có nghĩa là tám cái ân đức của Phật á, không phải tám cái gì ta, tám Phật lực. Quý vị thấy ở trên chánh điện, ví dụ như là Phật cảm thắng ma vương, Phật cảm thắng voi, nên là ghi ví Phật cảm thắng dạ xoa, rồi Phật cảm thắng Angulimala. Thì người ta nói đó, cái đó là đại diện cho những cái tâm bất thiện. Nhưng mà nhất là đặc biệt ấy, là họ nói là cái việc mà Ngài cảm thắng ma vương ấy, cái việc mà Ngài cảm thắng ma vương ấy, nó là đại diện cho cái tâm bất thiện. Chứ nó không có thiệt, ma vương không có thiệt. Họ nói đại diện cho tâm bất thiện, mà họ quên một chuyện. Đối với một vị chánh đẳng giác, tâm bất thiện không bao giờ còn khả năng có mặt nữa. Cho nên Ngài không bao giờ còn khả năng xuất hiện tâm tham, không bao giờ còn khả năng xuất hiện tâm sân, không bao giờ còn khả năng xuất hiện tâm si. Thì làm gì có chuyện mà cần phải có ma vương, cần phải có một cái là đại diện cho những tâm bất thiện để mà nó tấn công Ngài, để mà Ngài phải phòng hộ. Không bao giờ. Tại vì nó không bao giờ có mặt nữa. Không bao giờ có mặt nữa. Nhớ ha. Và tiếp theo đó là niệm. Thì cái niệm, cái tuệ đó thì sư gom chung, bởi vì sao? Niệm là cái sự ghi nhớ, và tuệ là cái trí hiểu biết. Hai thằng này nó khác nhau, nhưng mà tại sao sư gom chung? Bởi vì nó nằm trong cái phạm vi bất khả tư nghì của Đức Phật.
Ngài muốn biết tới đâu thì Ngài biết tới đó. Ngài muốn nhớ tới đâu thì Ngài nhớ tới đó. Ví dụ như một vị thánh đệ tử muốn nhớ kiếp trước, các ngài phải nhớ về 5 năm, 10 năm, 20 năm về trước. Nhớ đến cái hồi mà còn ở trong bụng mẹ, rồi nhớ đến cái hồi cái tâm cận tử, cái tâm mà tái sanh của mình ấy. Nhớ qua cái tâm cận tử, rồi nhớ tới cái lúc già của cái kiếp trước, bắt đầu nhớ lùi từng kiếp một như vậy. Có nghĩa là nhớ từng chút, giống như là mình đọc từng dòng của trang sách, hoặc là mình tua video, mình tua tới đâu thì bắt đầu nó chạy cảnh vật, nó chạy lùi. Thì nó có thời gian. Nhưng mà Đức Thế Tôn, khi Ngài muốn nhớ tới đâu, Ngài nhớ liền tới đó. Ngài nhớ liền 1 A Tăng Kỳ Kiếp, 2 A Tăng Kỳ Kiếp, 3 A Tăng Kỳ Kiếp, 10 A Tăng Kỳ Kiếp, vô số A Tăng Kỳ Kiếp. Ngài muốn nhớ tới đâu, Ngài nhớ liền tới đó. Nó không bao giờ có cái ngăn ngại. Rất là nhanh, trong một sát na, trong tích tắc thôi. Cho nên cái niệm của Ngài là bất khả tư nghị, và cái trí của Ngài cũng bất khả tư nghị. Ngài có thể làm vô số việc. Cái trí của Ngài, Ngài có thể hiểu tất cả căn tánh của chúng sanh, tất cả những chúng sanh ở xung quanh Ngài, mỗi một người họ suy nghĩ cái gì, họ cần phải thuyết pháp gì để cho họ, và thuyết như thế nào, thuyết về đề mục gì và thuyết như thế nào, và thuyết vào lúc nào để cho họ có khả năng chứng đạo chứng quả. Ngài nhìn tất cả chúng sanh, Ngài biết hết. Cái trí của Ngài rất là nhanh, chứ không có như mình. Mình chậm rề rề, mình nhìn mặt, mình bắt hình dong. Thậm chí như các vị A-la-hán thì các ngài thì cũng xét một cách từ từ, có nghĩa là cần có thời gian, cần có thời gian để biết một cái chúng sanh nào đó có căn tánh như thế nào, có cái quá khứ như thế nào, và có khuynh hướng tâm lý như thế nào. Nhưng mà cái biết đó đó, nó còn có giới hạn. Còn cái biết của một vị chánh đẳng giác là không có giới hạn. Cho nên mới có chuyện là Ngài nhìn thấy một người mà quỳ lại dưới chân Ngài đó, Ngài biết là cái con người này trong 1 A Tăng Kỳ tới, 2 A Tăng Kỳ tới, 3 A Tăng Kỳ tới, 4 A Tăng Kỳ tới có thành tựu hay không. Nhưng mà nếu như mà trường hợp mà xa quá, mà trong cái trường hợp mà xa quá như vậy, họ còn có khả năng thay đổi, còn có khả năng tạo các cái nghiệp khác mà nó can thiệp cái lời nguyện của họ, thì Đức Phật chỉ đơn giản chúc phúc thôi. Còn đối với ai mà Ngài nhìn thấy rõ, à trong một xa tương lai xa xôi nào đó sẽ đạt thành cái ước nguyện, thì Ngài xác định và mình gọi đó là thọ ký. Ngài không có ban phước gì mình hết á, nhưng mà bằng cái trí của Ngài đó, Ngài thấy rất là nhanh. Ngài thấy con người này trong tương lai sẽ làm những cái nghiệp như vậy, và tiếp tục cuối cùng họ sẽ thành tựu hay không thành tựu cái lời nguyện của mình. Cho nên trong chú giải mới nói là Ngài muốn biết tới đâu thì Ngài biết tới đó, không có chướng ngại. Đó là cái khả năng của trí của một vị chánh đẳng giác. Cho nên trí một vị chánh đẳng giác là không có chướng ngại. Nó mới đẻ ra một chuyện như vậy nè quý vị. Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, mà mình nói là trong khoảng 3.000 tỷ cái quả địa cầu này, mình như là con số nhiều hơn nữa, chỉ cần một vị chánh đẳng giác thôi, không cần nhiều hơn. 10 vị chánh đẳng giác cũng không làm được nhiều việc hơn một vị, bởi vì một vị là đủ rồi. Cái khả năng làm việc của Ngài là đủ rồi. Hôm rồi mà sư có cái tuần trước nữa mà sư nói về cái minh của Ngài đó, có nghĩa là cái trí của Ngài mà làm cái chuyện mà giáo hóa chúng sanh như vậy là xài không tới 1/1 tỷ cái năng lực của Ngài nữa. Năng lực của Ngài nhiều lắm mà mình xài có chút xíu. Năng lực của Ngài rất là nhiều. Cái đó, cái trí của Ngài là mình không thể so bì được. Do đó Đức Phật nói trí tuệ, phạm vi hiểu biết của một vị chánh đẳng giác là bất khả tư nghị, có nghĩa là mình không thể nào mình đo lường, mình suy xét hết được. Nếu như mà cố gắng nỗ lực mà hiểu tới nơi tới chốn, mình hiểu không tới, hiểu không hết, và nó sẽ nguy hại cho mình. Và tiếp theo là tàm và úy. Tàm là cái gì? Tàm là cái tâm mà hổ thẹn tội lỗi, và úy chính là ghê sợ tội lỗi. Tàm là hổ thẹn tội lỗi, và úy là ghê sợ tội lỗi. Phàm phu á thì cần phải có tàm và úy, có là cần hổ thẹn tội lỗi và cần ghê sợ tội lỗi. Nhưng mà một vị chánh đẳng giác á, cái tàm úy của Ngài là như thế nào? Có nghĩa là
Ngài không còn khả năng làm bất kỳ một cái hành động, lời nói và suy nghĩ nào khiến cho bản thân phải hối hận về sau. Ngài không còn khả năng đó nữa. Còn mình á, vì mình còn khả năng làm các hành động khiến cho mình phải hối hận về sau, cho nên mình cần có tàm úy. Còn tàm úy của một vị chánh đẳng giác, Ngài không còn khả năng đó nữa. Và cái sự thế nào là cái sự ghê sợ tội lỗi? Có nghĩa là Ngài thấy được cái sợ, không phải là Ngài tránh xa, Ngài né như là Ngài né ung dịch, không phải. Mà cái sự ghê sợ ở đây đó có nghĩa là Ngài thấy được cái sự đáng nhòm gớm của tội lỗi, cái sự nguy hại của tội lỗi, cái sự đáng phải cách ly, đáng phải xa lánh. Ngài thấy rõ tội lỗi không có cái gì đáng để phải lưu luyến hết. Giống như phàm phu mình, giống như những đứa bé, mấy đứa con nít đó. Ba má nó đừng ăn đồ ngọt nghe con, đừng ăn nhiều nó sâu răng, ăn nhiều súng răng. Nó nghe nghe vậy thôi chứ nhìn nó vẫn còn thèm chứ. Nhiều lúc đi qua nhà bà ngoại bà nội nó, bà ngoại bà nội nó nhét cho cây kẹo, nhét cho cái bánh thì nó cũng ăn, giấu ba giấu má nó ăn. Rồi tới hồi nó sâu răng thì nhức răng thì thôi đi bác sĩ, sợ. Mỗi lần tới bác sĩ mình nhớ là nha sĩ cầm cái kim mà nhọn quắc thì nó sợ, sợ ghê lắm. Nhưng mà sợ sợ chứ đau qua cơn nó rồi nó vẫn ăn như thường à. Vẫn tiếp tục ăn kẹo, vẫn tiếp tục ăn bánh. Mà người lớn á, thì mình biết cái kẹo, cái bánh đó là nó, thứ nhất nó không có dinh dưỡng, thứ hai là nó nguy hiểm cho răng. Thành ra mình rất hạn chế, và nếu như mình có ăn á, thì mình cũng lo mình đánh răng súc miệng. Nhưng mà con nít nó không có khả năng đó. Thì phàm phu mình nó cũng như vậy. Chúng ta biết rõ là những cái nghiệp bất thiện đó đó, nó đem lại khổ đau biết chứ. Mình học Phật, mình học đạo mình biết chứ. Nhưng ác cái gì nè, nó hấp dẫn. Những cái nghiệp bất thiện nó hấp dẫn. Sát sanh gì lúc cũng vui, đập mũi gì lúc cũng thú vị. Rồi lúc đồ, tiền bạc ta để hớ hên vậy mà mình thọt tay mình lấy, hoặc là đồ nó ta để nó không lấy uổng. Như vậy đó. Rồi thí dụ như bây giờ tự nhiên trai nó theo nhiều quá, hoặc là gái nó theo nhiều quá, mà mình không lẽ giờ Phật dạy mình từ bi, ta thương mình không thương lại, tội nghiệp ta thành ra thương hết ý. Thì, cho nên ý, mình nhận thức rất là rõ, mình biết có học đạo, mình biết đó đem lại đau khổ, nhưng mà nó thú vị, nó thích. Thành ra mình giống như những bé vậy đó, biết các nghiệp ác là không nên, nhưng mà mình vẫn bị nó hấp dẫn. Nhưng mà một vị chánh đẳng giác không bao giờ còn khả năng đó nữa. Cho nên Ngài không bao giờ Ngài còn làm những cái nghiệp mà khiến cho Ngài phải hối hận về sau. Ngài không bao giờ. Không bao giờ. Thành ra cái tàm úy của Ngài nó khác mình. Còn mình phải có tàm có úy, có nghĩa là sao? Mình phải biết hổ thẹn đối với tội lỗi, và phải biết ghê sợ đối với tội lỗi. Cho tới chừng nào mà mình còn có hai cái tâm này, hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, thì tới chừng đó mình bớt làm những cái ác nghiệp. Bớt. Một người mà không thọ giới, quý vị, không thọ năm giới đó, họ làm những nghiệp ác á, nó sẽ khác một người thọ năm giới mà làm các nghiệp ác. Rõ ràng vậy. Mình có thọ giữ giới, mà khi mình phạm giới đó, mình có tâm áy náy vê vức. Và nhờ như vậy mình có sự ngăn chừa. Còn người họ không thọ giới đó, thì họ làm họ đâu có thấy cái gì mà nó áy náy vê vức đâu. Cho nên tàm úy là cái nhân quan trọng trong cuộc sống tu tập của chúng ta. Nhớ nè, quý vị có thể giới nó còn ô nhiễm, giới của chúng ta có thể nó không có trọn vẹn, không thể giữ được năm giới một cách trọn vẹn, nhưng mà đừng bao giờ để cho tàm và úy của quý vị mất đi. Còn Đức Thế Tôn thì Ngài không bao giờ, Ngài không còn cái khả năng đó nữa. Ngài không còn khả năng làm những cái nghiệp khiến cho Ngài phải hối hận về sau. Và nói một cách chính xác hơn, một vị chánh đẳng chánh giác không còn khả năng tạo nghiệp, dù đó là nghiệp bất thiện hay là nghiệp thiện. Ngài không bao giờ còn khả năng tạo nghiệp nữa. Rồi cuối cùng mới là đa văn. Đa văn là cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết của Ngài đó, nó bao trùm khắp tam giới. Ngài biết hết. Trong cái kinh Simsapa đó, Ngài nói, này các tỳ kheo,
cái nắm lá trong cái lòng bàn tay của Như Lai nhiều hơn hay là cái nắm lá cái hay là lá trong rừng nhiều hơn? Thì Chư Tăng nói bạch Đức Thế Tôn thì cái nắm lá ở trong rừng nhiều hơn, còn nắm lá trong tay nó rất là ít. Đức Phật nói cũng như vậy, này các tỳ kheo, cái sự hiểu biết của Như Lai đó nó nhiều như lá trong rừng, nhưng mà những cái gì mà Như Lai dạy cho đệ tử chỉ bằng cái nắm lá trong lòng bàn tay thôi. Bởi vì chỉ có những cái nắm lá đó, những cái mà Như Lai nói đó, nó mang đến cái giải thoát, mang đến cái sự giác ngộ niết bàn, chấm dứt khổ đau. Còn những cái mà Đức Phật biết mà Đức Phật không nói đó, quý vị nhớ cái này, lưu ý cái này, những cái Phật biết mà Phật không nói đó là bởi vì nó không dẫn đến giác ngộ giải thoát. Thứ nhất, thứ hai là nó nằm trong phạm trù sự hiểu biết của một vị chánh đẳng giác, mà nói cho phàm phu nói nghe cũng không hiểu, thậm chí nói cho một vị A-la-hán nghe cũng không hiểu cái phạm trù hiểu biết của một vị chánh đẳng giác. Nhưng mà phần còn lại đó là những cái kiến thức gì? Văn hóa, nghệ thuật, từ binh thư tướng số tử vi bói toán, rồi làm nghề nông nghề y này nọ, ngài biết hết, ngài biết hết, nhưng mà ngài không có xài. Ngài biết bởi vì đó là cái trí tuệ của ngài, đó là cái đa văn của ngài, ngài biết cùng lắm, giỏi lắm là ngài dùng cái kiến thức đó để mà ngài hóa độ người ta. Ví dụ như gặp cái nông dân, ngài biết ngài nói cái gì để nó đúng với cái tâm tư của một anh nông dân. Ví dụ như gặp anh nông dân thì ngài không thể nào mà ngài nói cái chuyện mà săn bắn được, mà ngài nói cái chuyện mà gieo trồng. Mỗi một người vẫn tiếp tục gieo trồng những cái nhân sanh tử, vẫn tiếp tục cày cấy trên cái cánh đồng sanh tử của họ, vẫn tiếp tục gieo những cái hạt giống có đau khổ, có sung sướng. Mà thường cái đau khổ thì nhiều mà sung sướng thì ít, cho nên chúng sanh vẫn tiếp tục đau khổ. Còn Như Lai là những người không còn phải cày cấy nữa, không còn phải gieo những cái hạt giống sanh tử nữa, do đó ta mới gọi là một vị Phật. Thì một cái người nông dân mà họ nghe như vậy thì họ thấm, họ thấm. Còn cái sự hiểu biết của ngài về chiến tranh, về binh thư thì ngài chỉ gặp, ngài chỉ dùng một chút đó để ngài nói với những cái người làm chiến sĩ. Ví dụ như Như Lai là những người dùng cái gươm trí tuệ để diệt trừ phiền não. Đệ tử của Như Lai là những người chiến sĩ ra trận diệt trừ cái giặc phiền não. Có những người chiến sĩ lâm trận chiến thắng huy hoàng trở về, đó là gì? Đó là những vị A-la-hán chiến thắng phiền não, chứng đắc đạo quả. Thì khi mà ngài nói như vậy đó, thì những người chiến sĩ trong giai cấp chiến sĩ thì họ hoan hỷ, bởi vì nó tương ứng với cái tâm tình của họ. Chứ ngài không bao giờ mà ngài đi ngài dạy người ta anh phải đâm như thế này, anh phải chém như thế kia, hoặc người không bao giờ anh người họ dạy Đức Phật dạy một cái anh nông dân anh phải trồng khoai, anh phải trồng đậu, trồng 3 tháng phải tưới tiêu phân bón như thế nào, ngài biết hết, nhưng ngài không nói, bởi vì nó không đem lại giải thoát giác ngộ. Còn mình thì nói ra mất lòng, mình dùng cái từ phương tiện quý vị, đa phần là mình biện minh cho cái sự tùy tiện là nhiều. Mà trong khi đó đó, mình bày ra mà mình không có dọn. Nó thẳng là gì? Mình bày ra những cái trò vậy, trò này trò kia đó, mình nói là nó là phương tiện để dẫn người ta vào đạo, nhưng cái vấn đề là mình có nhớ là mình dẫn vào đạo, dùng cái phương tiện đó mình dẫn ai hay không. Ví dụ như mình dẫn ông A, dẫn bà B, mình dẫn họ vào đạo rồi đó, sau đó mình phải có trách nhiệm mình thay đổi cái suy nghĩ của họ để đưa họ về với chánh pháp. Có nghĩa là mình bày ra rồi thì mình phải dọn, chứ không có chuyện mình bày ra mình bắt người khác dọn. Mà bây giờ thì đa số mình bày ra rồi, bày ra thì cứ bày ra thôi, còn ai dọn thì chuyện của người ta. Mà mình gọi nó là phương tiện thì sư e là phải suy nghĩ lại, mình phải có trách nhiệm với những cái mình làm đó. Còn một cái nữa mình nghĩ, khi mà mình làm cái trò như vậy nè, Phật biết không? Biết, Phật biết hết, mấy cái trò này Phật biết hết ấy. Mà tại sao ngài không dạy? Tại sao mấy trò đó Phật biết mà ngài Phật không dạy? Mà Phật phải chờ đời sau sáng tác ra, sáng chế ra để mà làm.
Đơn giản, chỉ cần mình hiểu như vậy đó thì tự nhiên mình bớt được nhiều chuyện lắm. Đơn giản. Những cái mình bày ra nó không đưa đến giải thoát. Những cái phương pháp tu tập mà mình tự mình chế biến ra nó không đưa đến giải thoát. Rồi những cái hình thức mà mình làm ra nó không đưa đến giải thoát. Thành ra Phật không có chỉ. Chứ nếu như nó đưa đến giải thoát là Phật chỉ rồi. Mà chính vì Phật không chỉ cho nên là mình làm ra mấy cái đó đúng hay sai? Rõ ràng là không đúng. Cho nên, thứ nhất, nên suy nghĩ trước khi mà mình bày ra một chuyện gì đó, Phật có biết không? Phật biết tại sao Phật không làm. Thứ hai, mình bày ra như vậy đó, rồi ai là người dọn? Hiểu như vậy thì đời mấy ông sư đời sau đỡ khổ ghê lắm quý vị. Chứ còn bây giờ ở sư thì sư đi ví dụ như giảng chỗ này chỗ kia, giống như là mình phải đi dọn giùm người khác vậy đó. Dọn giùm người khác là chỉnh sửa cái tri kiến của họ một chút một chút một chút. Nhưng mà nhiều lúc cái tiềm thức ăn sâu vô đầu họ quá rồi đó, mình nói họ không tin, tại vì nó đi ngược với cái họ biết xưa giờ đó. Thành ra họ không tin và họ bắt đầu là họ bực lại, họ không đồng ý. Thành ra những cái lần mà sư đi giảng ở chỗ khác á, nó giống như là mình là một cái người lính cảm tử vậy, đi đi chứ không biết có ngày về không, thật sự như vậy. Rồi một cái hạnh nữa của ngài đó chính là bốn cái thiền sắc giới. Bốn thiền sắc giới. Thì mình cộng lại như vậy đó, cộng lại là đủ 15 hạnh. Thì bốn thiền sắc giới này thì sư không có nói nhiều, bởi vì nó đã nằm ở trong cái phần thiền định ban đầu sư đã nói rồi. Thanh tịnh đạo phần định là sư đã nói rồi. Và sư có nói nhiều nữa thì chúng ta ở đây cũng không ai chứng thiền hết, thì biết làm gì. Đơn giản vậy thôi. Và ngoài ra đó còn một cách nữa để giải thích cho minh và hạnh của Đức Phật á. Minh chính là trí tuệ và hạnh chính là tâm bi. Có nghĩa là bi, cái trí và bi, cái bi đức của ngài và cái trí đức của ngài. Bằng trí tuệ ngài nhìn thấy cái sự chán sợ, cái sự nguy hiểm, cái sự kinh khủng của dòng sanh tử luân hồi. Ngài thấy được cái sự đáng phải bỏ đi của dòng sanh tử luân hồi. Ngài thấy được cái sự cần thiết của sự tu tập đưa đến đạo quả giải thoát. Nó là trí. Bằng trí tuệ ngài tu tập vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, phát triển các hạnh lành để đưa đến sự chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà đó, nhờ bi đức của ngài đó, nhờ cái lòng đại bi của ngài mà ngài không nỡ đi một mình. Bởi vì nếu như mà ngài vì chính ngài không thôi là ngài đã giải thoát từ vô lượng kiếp trước rồi, chứ ngài không chờ bây giờ đâu. Nói như vậy để chúng ta đó có được cái lòng tri ân, bởi vì chúng ta những cái chúng sanh bé nhỏ này từng nằm trong cái lưới đại bi của một vị chánh đẳng chánh giác là Đức Thế Tôn của chúng ta, từng nằm trong cái lưới đại bi của ngài. Vì ngài thấy đó, ngài thấy rất rõ cái sự xuất hiện của một vị chánh đẳng giác nó sẽ gieo cái nhân giác ngộ, gieo cái nhân giải thoát cho vô số chúng sanh, trong đó có chúng ta. Mặc dù chúng ta không có cơ hội để được nghe trực tiếp giáo pháp từ ngài, không có cơ hội nghe giáo pháp trực tiếp từ những vị thánh tăng, nhưng mà nhờ cái sự tồn tại của chánh pháp, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với chánh pháp. Nhờ sự tiếp xúc với chánh pháp, chúng ta có cơ hội thoát ly sanh tử, tu tập đưa đến đạo quả giải thoát, chấm dứt khổ đau. Cho nên vì lòng đại bi cho nên ngài đã bỏ ra vô lượng kiếp để tu tập, bỏ ra vô lượng kiếp để ngài hy sinh tính mạng của ngài, hy sinh sức khỏe của ngài, hy sinh thời gian của ngài. Mà lẽ ra nếu như vì ngài là ngài đã giải thoát từ vô lượng kiếp rồi, thưa quý vị. Cho nên hiểu được trí tuệ và cái lòng bi mẫn của Đức Phật thì chúng ta càng thương Phật hơn. Thì đó là sư đã xong về cái phần minh hạnh túc ha. Bây giờ đó thì quý vị
Thứ nhất là có câu hỏi nào về cái phần bài giảng này hay không, và thứ hai là có câu hỏi nào về trong cái pháp học và pháp hành của quý vị hay không. Ráng tranh thủ đặt câu hỏi ha. Rồi. Và nếu mà không ai hỏi nữa thì quý vị chắp tay hồi hướng. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.